Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mô Đồ Blooming Tào Lao cho bây giờ Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Hiện tại đây là những ngày cuối tháng 4 tại sân bãi biển Bầu Cát Tân Bình, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những trận tập huấn chuẩn bị cho SEA Games sắp tới của đội tuyển Việt Nam nữ chúng ta. Ở đứng trước màn hình kính của Lâm là tem của Nguyệt và bé Trâm, là đội tuyển Việt Nam. Bé Trâm phát bóng. Quá hay. Còn bên kia là cặp của Trinh Nguyễn và Thi của bãi biển Bầu Cát Tân Bình. Chuẩn bị cho SEA Games sắp tới rồi các bạn à, cho nên những trận như thế này cọ sát rất tuyệt vời cho các cô gái chúng ta. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Các bạn nào có xem kênh Đại Lâm, nhớ share và like và share. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hiện tại Đại Lâm cũng có bán đồ quần áo thể dục thể thao. Và Đại Lâm thường để đường link dưới phần comment bình luận nha các bạn. Và người chốt đơn hàng cho Đại Lâm là Zalo Nhật Linh 0944023181. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò và ủng hộ đồ quần áo. Nguyệt đang phát bóng. Bé Trinh làm gì đây? Pha bắt bài quá hay của bé Trâm. Vẫn tiếp tục phản công cho bé Thi. Vẫn tiếp tục bé Trâm. Một pha gõ của tay của Nguyệt. Một pha phản công của bé Trinh làm gì đây? Bóng ra ngoài. Các bạn, trước đây khoảng một năm trước, cũng những ngày cuối tháng 4, 13 và 15, 18 gì tháng 4 các bạn, Đại Lâm cũng đã từng quay những trận bãi biển của tại Phan Thiết, Bình Thuận, Đồi Dương. Lúc đó cặp của bãi biển của Sanet Khánh Hòa, bé Trâm, Vi, Mãi đã đoạt chức du lịch tại bãi biển Phan Thiết, Đồi Dương, Bình Thuận. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Thi. Và một pha bắt bước một không được tốt của bé Trâm. Các bạn thấy các cô gái chúng ta không? Đặc biệt là nữ mà đánh bãi biển như thế này, các bạn có biết nắng cát ra sao, các bạn có biết vất vả thế nào. Nhưng vì niềm đam mê nha các bạn, đam mê nha. Còn đây là chuyên gia Úc, người Úc nha các bạn, đang huấn luyện cho đội Việt Nam chúng ta. Còn cặp kế bên cũng là áo đỏ, quần đen, áo trắng. Cặp của Vi Nguyên cũng là đội tuyển Việt Nam chúng ta nha các bạn. Còn đây là các cô gái bãi biển Bầu Cát Tân Bình của chúng ta. Các bạn nào còn nhớ tại Phan Thiết, Đồi Dương thì những cô gái của chúng ta lăn lộn, lăn lóc thế nào. Đây là Yến, Thư và Tiên.
Đây là các cô gái của chúng ta rất dễ thương, đam mê lăn lê bò lết là chuyện quá bình thường với các cô gái chúng ta thôi các bạn. Chưa có nghiêu luôn các bạn ơi, trời ơi nhìn kỹ ra đi, ba đứa chưa có người nào có nghiêu. Các bạn hãy đến tìm đến nha, liên hệ tiên chú. Cái gì? Facebook Tiên Tiên. Facebook Tiên Tiên nghe là Yến Xuân. Còn đây là Anh Thư. Đấy, bà cô gái chúng ta rất dễ thương, chưa có nghiêu hả? Còn này kia là huấn luyện viên Tú và Cao Sơn, Trần Ngọc Cao Sơn. Trước đây là một trong những thủ lĩnh bãi biển Bầu Cát Tân Bình, cùng với Minh Thiện, vô địch 5-6 năm liền của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta trước đây. Và sau này mới là cặp của Quốc Vinh Kết Quả. Hiện tại bây giờ bé Trâm đang phát bóng. Trinh Nguyễn đang phát bóng. Các bạn thấy clip của Đại Lâm gặp Trinh Nguyễn đối đầu với Thu ở tại sân quân đồng 4 trong nhà. Trận đấu thật sự rất hay giữa Trinh Nguyễn và Thu. Mà trận đấu đó thật sự đáng buồn cho Thu, đang bị chấn thương luôn nha các bạn. Rất đáng buồn. Trinh Nguyễn làm gì đây? Một pha đầy quy luật của Trinh Nguyễn. Các bạn có biết đứng trước mình của Lâm là bé Trâm, khoảng 1m74 các bạn. Còn bên kia là Nguyệt, khoảng 1m76 nha. Cô gái chúng ta 1m70 mấy không, rất tuyệt vời. Bé Trâm. Quá hay, quá hay. Một pha bắt, một pha phát bóng quá khó chịu của bé Trâm. Và một pha bắt bóng một cũng là phần may mắn cho Thi. Trinh Nguyễn phát bóng. Và bắt bước một không được tốt của Nguyệt. Các bạn cũng biết sân lưới nữ của chúng ta bãi biển cũng có 2m24 thôi nha các bạn, 2m24 nha. Và sân chỉ có 8m2 nữa nha, còn ống truyền phổi ngoài trời thì 9m2 nha các bạn. Quá đáng tiếc cho Trinh Nguyện, một pha phát bóng trẻ dưa giữa Nguyệt và bé Trâm, nhưng đáng tiếc bóng bay ra ngoài trong gang tấc. Các bạn cũng biết rồi, đây là những niềm đam mê của các cô gái chúng ta các bạn à, đặc biệt là môn bãi biển này nha các bạn. Bãi biển ngoài trời vừa cát vừa nắng, cực kỳ nóng nắng lắm các bạn ơi, nhưng thật sự các cô gái chúng ta vì niềm đam mê thôi. Bóng chì đã ăn vào máu rồi các bạn ơi, cho nên đam mê mới chơi được như thế này các bạn ơi. Một lần nữa Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Hãy vì đam mê cháy bỏng các bạn ơi. Quá hay, thật sự một pha xử lý quá hay của Thi. 12.
pha xử lý quá tuyệt vời cho thầy. Pha gõ cổ tay không cảm giác của bé Trâm. Thi làm gì đây? Phản công cho Thi. Quá hay. Thi xử lý quá tuyệt vời những pha bóng vừa rồi. Quá hay.